Anh nghe nè, sao anh nhớ em quá à. Khi nào ông về nước, về nước báo anh trước 3 ngày nha. Anh sắp xếp chuyện gia đình rồi cái. Thôi, về anh ra có chuyện. Thôi, cúp ngay. Ủa? Mình. Sao? Ủa, mình đi đâu hả? Em hẹn bạn đi chơi một chút. Mà sao anh không đi chơi? Bữa nay không nhậu nhẹt gì hả? Thôi, bữa nay chủ nhật, không có đi làm, anh ở nhà để anh phụ với bà xã. Có chuyện gì đó để cho bà xã bớt mệt. Trời ơi, ông xã của em dễ thương quá à. Anh là số 1 đó. Vậy xã thôi. Của em mà. Nhưng mà em đâu có cấm anh là đi nhậu đi nhẹt gì đâu. Thì cứ gặp bạn uống cà phê đi. Thôi em ơi, bây giờ anh mới ngộ ra một điều. Nhậu mà nhậu nhiều quá dễ bị hư gan, hư phổi lắm. Thì em mới nói là đi uống cà phê. Uống cà phê á hả? Ừ, tâm sự với bạn bè cho khuây khỏa một chút. Ở nhà nhiều cũng chán lắm đúng không? Uống cà phê cái tối ngủ không được á. Anh mệt, anh làm thức giấc của bà xã. Bà xã ngủ không ngon á. Anh cũng cảm thấy có lỗi á. Công nhận á, càng ngày càng dễ thương à. Thôi ở nhà ha, em đi chút em về ha. Bà xã có cần anh lấy xe đạp điện đưa bà xã đi không? À, thôi được rồi, em có hẹn với bạn đi chung với bạn. Chúc em gặp ha. Mong dạy dễ thương quá. Chúc bà xã vui vẻ nha. Cảm ơn anh. Dễ thương quá à. Công nhận vợ mình dễ dã dễ sao, nịnh nịnh chút xíu à là rụng rúng với mình liền. alo anh hả? À anh đang làm cái gì vậy? Anh đang đi công tác rồi bé U. Anh đang đi công tác hả? Anh đi công tác ở đâu vậy? Anh đi ở xa lắm. Nhớ anh chịu sao nổi hả anh? Cố gắng chịu đi nghe. Anh ơi, có phải là anh đi công tác ở nơi đó nắng thật là nhiều phải không anh? À đúng rồi. À anh đang mặc áo màu cam đúng không? À đúng rồi, màu cam bông đúng rồi. Dạ anh rất là mệt, anh đang ngồi nghỉ mệt trên một cái ghế đá đúng không? Ủa sao em giống dông quá vậy? Sao em trước mặt anh có bình trà đúng không? Ừ đúng rồi. Và sau lưng anh là em đó. Ở đâu? Ê, trời đất ơi, của em. Mà sao em biết nhà anh ở đây mà em tới vậy? Cơn gió tình yêu mang em tới đây đó anh. Gió cuốn em đi đó. À gió cuốn em đi luôn hả? Dạ. Dần cuốn em mới nổi, cái gió là cuốn em nổi. Anh nói vậy, hèn chi con người của anh là người thích tháng 7. Hồi nãy mới nói với em là anh đang ở xa. Ủa? Ở xa mà? Sao đây? Thì đó, thì cũng cơn gió tình yêu á, nó thổi anh về đây. Anh, dắt em vô nhà giới thiệu với hai bác đi. Ba má anh không có ở đây. Ba má anh đi công tác ở dưới quê rồi. Lớn tuổi mà còn đi công tác hả? Thì đó, về thăm bà con, anh quen tại anh làm việc mà. Anh dân làm việc á, cái gì chút xíu là đi xa khỏi nhà là anh nó đi công tác à. Anh ơi, anh sớm dắt em giới thiệu với ba má anh đi. Đừng có sợ gì hết trơn á. Em hứa với anh nha là em sẽ bảo vệ từ nhà anh nè, dòng họ anh nè, ba má anh, hết gia phả nhà anh, đặc biệt là tất cả những người hàng xóm của anh em bảo vệ hết. Ủa, em dạ? Làm gì mà em bảo vệ luôn cả dòng họ nhà anh vậy? Tại vì em yêu anh. Anh ơi. Em ơi. Dạ? Cô ấy em kiếm chỗ nào em núp giùm anh cái. Anh nghĩ sao mà tướng em gì đi núp chỗ nào vừa? Tới rồi kìa. Em nằm gọn như này đi. Anh đậy cái nắp bàn lại. Thôi, kêu tao vô luôn đi. Còn tới luôn rồi. Ôi trời đất ơi, mệt ghê luôn vậy đó. Sao anh không chịu mở cửa cho em? Anh đang tiếp khách. Khách đâu xem không nói. Tôi là khách. Ủa chị lên tiếng mới thấy chị á, chứ anh tưởng nó ai để cây giải trên cái ghế kỳ ghê. Trời. Em vô ghê nha. Ủa cửa khóa mà sao em vô được hả? Dạ thì sức mạnh tình yêu đó, anh khóa mấy lớp em cũng lấy cục đá em nộm vô. Bể ổ khóa rồi mai sửa nha. Anh? Ai hả? Giới thiệu. Em nuôi con qua gì? Gì? Nuôi ngày nào đâu mà nuôi. Hai đứa mình yêu nhau là tinh tinh thần tự nguyện, chứ ai nuôi ai đâu. Ghét dễ sợ luôn. Anh! Gì? Giới thiệu. Cô là anh tôi nào? Giới thiệu em là ai đi chứ. Cái gì mà để người ta lấn át em vậy?
ở đây là bà hả? Bà cô hả? Bà Kết Nghĩa. Hả? Cái gì? Bà Kết Nghĩa. Cái gì? Anh nói cái chữ gì khó nghe quá. Ai cái gì? Anh phải nói rõ ràng đi cho người ta biết em thân phận là ai chứ. Nói cái gì đĩa? Ai muốn cho nhiêu cho muốn nói vậy nói đi. Chứ giờ tôi rối quá tôi mệt quá. Ý anh nói anh là con hạt còn cô là con đĩa đó. Cô đừng có tào lao. Anh chỉ cô anh nói là đĩa. Không, ý là anh nói tôi là người có ý nghĩa trong cuộc đời của anh. Ý nghĩa gì mà ý nghĩa? Tôi mới là có ý nghĩa nhất nè. Tôi mới là có ý nghĩa nè. Biết tôi là ai không? Cô là ai? Anh nói cho cô biết em là ai. Vợ sắp cưới của anh đó. Vợ sắp cưới đã là gì? Chỉ là sắp thôi mà. Còn tôi là bạn gái lâu năm nè. Cái gì bạn gái mà còn lâu năm nữa hả? Lâu năm là sao? Cũ rồi đó, đồ cổ nha chị nha. Không, chị nào không xài nữa mới là cũ mới là cổ. Còn giờ vẫn là còn nguyên. Đồ cũ đồ cổ mới là đồ hiếm. Thôi giờ cũng vậy nè. Thôi từ từ hai đứa. Giờ sao? Đừng đập phá đồ nhà anh. Ông vợ anh về nó quýnh anh chết luôn á. Anh nói vậy? À không. Ông nhỏ đỡ về nó mét gì của anh gì anh tính anh. Nhỏ đỡ kể cho. Em là vợ sắp cưới mà. Tôi là bạn gái lâu năm. Tôi là vợ sắp cưới của anh đó. Nè, anh nói cái gì đây? Em là vợ sắp cưới đi, em là bạn gái. Em là vợ sắp cưới mà. Nhưng mà anh gì? Nhỏ nào đây? Anh đừng nói ở đợi mặc đồ sang vậy nha. Chứ cái này cũng cô dì chú bác. Ai đây? Em là gì của anh? Anh giới thiệu đi. Cho em giới thiệu. Ai? Xin giới thiệu với hai bé. Đây là ai? Vợ chú Túc anh. Cái gì nói cái gì lẹ quá không có nghe gì hết gì? Đây là vợ chú Túc anh. Ê. Dạ thôi. Ai vậy? Ông nói cái gì tôi dịch luôn nè. Vợ chính thức của anh. Cái gì? Anh lừa tôi hả? Này bạn gái thôi, cái này là sắp thôi, còn chị là chính thức luôn hả? Trời ơi. Vậy là sao? Vậy là sao? Nói em nghe coi. Sao? Sao lừa gạt tôi chi vậy? Hả? Làm sao ai biết làm sao bây giờ? Chị ơi, thiệt tình em xin lỗi chị, em không có biết là anh có vợ rồi. Anh nói với em á là anh còn con trai. Mà gia đình bên ba má em á là kỳ vọng em sẽ lấy một người đàn ông rặt. Mà phải là trai tân. Mà phải đỉnh đạt như ảnh nè. Mà ảnh hồi đó em ốm hơn chị luôn. Thiệt hả? Dạ đúng rồi. Em đó vật nhuyễn lắm, có 40+ kg à, cao 1m69. Mà ảnh nói là gia đình ảnh thích là múp míp. Người múp míp mập mạp mới là người có phúc hậu. Nên em ráng em ăn em mập vậy đó chứ. Trời ơi, vậy là sao em khờ quá vậy? Ảnh làm đúng một bài hả? Hồi đó em bằng chị đó. Hả? Hồi đó em bằng chị. Xong rồi ảnh nói là gu gia đình ảnh là khoái mình dây phải hạ mình hạt xương mai. Xong rồi em giảm được nhiêu ra mới có nhiêu đây rồi ảnh có vợ luôn rồi hả? Trời ơi. Vậy là sao? Là sao? Còn anh nói em sao? Anh nói gu anh thích làm sao? Gu em thì bình thường, thì em vẫn có người em bình thường mà. Trời ơi. Anh bắt cá một lần. 1, 2, 3 tay hả? Trời ơi, anh bắt một con cá cơm, một con cá kèo và một con cá mập. Tôi là cá cơm đúng không? Ôi, mình ơi, thôi tôi xin lỗi. Tôi đâu có ngờ là có cái ngày tôi gặp nạn gì đâu. Nè cái gì? Chính tôi nè. Tôi là người nghĩ ra cái kế này đó, tôi biết hết rồi. Hai cái em, chị hiểu hết á. Dạ. Nên chị mới là người trực tiếp gọi điện báo cho hai em cái địa điểm chính xác để em tới nè. Thì đó, lúc đầu em cũng đâu có tin chị đâu. Em tới cô tưởng sao, ai về là thiệt hả? Chị, em cảm ơn chị rất là nhiều. Chẳng những chị không hờn trách tụi em mà chị còn giúp đỡ tụi em nhìn ra cái bộ mặt của ảnh nữa. Chị là hỏi ai? Nè, thôi nín để chị hỏi. Em quen ảnh bao lâu rồi? Gần 1 năm rồi chị. Trời ơi, gặp nhau bao lần? Lần đầu tiên. Hả? Còn em? Em cũng nguyên như chị. Em kết bạn với anh trên Facebook, xong rồi anh nhắn tin cho em mà để cái avatar đẹp trai lắm. Xong rồi, nhưng mà em hơn chị được 1 lần. Tại có 1 lần anh gọi video call cho em nữa. Trời ơi hay quá ha. Hèn gì từ ngày chơi mạng xã hội cứ cắm cúi vô cái điện thoại. Mình hỏi ủa sao anh cứ cắm cúi vô điện thoại nữa. Anh làm công chuyện, anh làm việc trên mail, trên internet. Anh giao dịch trên mạng không à? Là nhắn cho em đó chị. Nhắn thì cho ra chị. Thì ra là chơi mạng xã hội để là bắt những con cá này thôi hả? Trời ơi, muốn thiệt với em luôn á. Cho nó nhìn nó giống như tiên vậy đó. Cái gì? Nhìn hấp dẫn lắm kìa. Đúng rồi, phần mềm. Xài phần mềm mà, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết xài phần mềm thôi. Chị ơi, em mới 40+ kg mà anh bây giờ anh vô em lên 112 kg rồi. Trời ơi. Bây giờ hả, chị cho các em thoải mái muốn xử sao xử. Anh chết anh với tôi rồi. Anh phải trả lại thân hình 40+ kg cho tôi. Anh cũng phải chết cho tôi, anh phải cho tiền tôi ăn gì nào mập bằng chỉ thì thôi. Anh cũng trả em ơi, trả mình ơi, cứu anh mình ơi. Chưa. Anh chưa đâu.
xả rác tùm lum tùm lưa tại lấy ai vậy? Mất vệ sinh, hiểu không? Tôi buôn bán tôi mệt rồi, xong rồi tôi còn chưa về tới nhà, tôi lo bao nhiêu thứ chuyện nữa. Ở không có đâu mà đứng ở đây mà dọn dẹp rác rết.